hello xin chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn movie hay nhất của chú thuật hồi chiến ở đầu bộ phim chính là một nhóm người đang bắt nạt một cậu học sinh tên này khá là láo bởi vì hắn thường làm như vậy với cậu nhưng lần này chắc là lần cuối của hắn ta bởi vì hắn không biết có một nữ hoàng chú linh đang ở phía sau kết quả mấy tên kia bị nhốt hết vào trong tủ đồ trước sự nguy hiểm mark seven này cậu đã đứng trước án tử hình hội đồng chú thuật muốn cậu phải chịu trách nhiệm nhưng có một người không đồng ý đó chính là thầy gojo Cậu ta chỉ mới là một cậu bé 16 tuổi nên cậu bé sẽ do hội đồng chú thuật quản lý. Gojo đi tới và cầm cây dao vì cậu bé muốn tự xử nhưng đã bị chú linh ngăn cản. Gojo nói ngày mai đi tới trường luôn nhé. ta nói mình không muốn hại ai thêm nữa nên sẽ không đi đâu cả, nhưng mà chỉ có một mình cô đơn lắm. Lời nguyên trên người em sẽ có người giúp đỡ. Và nếu em biết cách sử dụng sức mạnh thì nó sẽ bá dữ lắm. Hôm sau tại trường chú thuật ta thức dậy và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Cậu thay quần áo rồi bắt đầu đi ra ngoài cùng sư phụ của mình đi tới lớp học. Lúc này ba học trò của Gojo nghe nói có một cậu học sinh mới rất hổ báo, cậu ta đã nhét bốn người bạn trong tủ đồ, ba người này quyết định sẽ dạy dỗ. Cậu ta thêm, thầy Gojo bước vào muốn giới thiệu học sinh mới thì ba người này có vẻ không thích, không biết mặt mũi của thằng khứa mới này như thế nào, nhưng khi ta mở cửa bước vào thì ba người kia đứng hình bởi vì cảm nhận được nguồn sức mạnh nguyên rủa khổng lồ ở phía sau. Juta chưa kịp giới thiệu tên thì một chiếc phóng lợn bay tới ba người kia cứ tưởng đây là một thử thách và bắt đầu công việc. Chư ta, được biết ở Nhật Trung Bình một năm có 10.000 người chết một cách bí ẩn đó đều là những cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong cơ thể. Đó là do lời nguyền tạo nên, còn đây là nơi học viên học trừ tà trường cao đẳng chú thuật. Cái gì ổng chưa nói cho người ta biết luôn kìa, ôi thầy xin lỗi. Nhưng mấy em nên tránh xa cậu ta ra bất ngờ Rika đã xuất hiện đứa nào bắt nạt chồng bà. Thực ra vào 6 năm trước họ đã vô tình gặp nhau ở bệnh viện vì có duyên tiền kiếp nên họ đã nhanh lọt vào lưới tình Rika lấy chiếc nhẫn của bà già để. Cầu hôn Juta, Rika hứa lớn lên sẽ cưới Juta làm chồng, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, Rika không may bị mất mạng trong một vụ tai nạn, vì tình yêu Rika đã biến thành một lời nguyền và luôn. Đi theo bảo vệ cho Juta, vậy nên khi các em tấn công Juta thì Rika sẽ tấn công bất cứ lúc nào, bây giờ thầy mới nhắc thì có hơi trễ quá không, Juta nghĩ ông thầy này hơi có vấn đề. Gojo giới thiệu Maki chính là chú cụ sư, kia là chú ngôn sư to ghe tuy chú ngôn sư nhưng từ điển rất ít nên em hãy cố gắng giao tiếp, đây là panda gấu béo có hơi chút đặc biệt gojo chia bốn người họ làm hai nhóm to ghe và gấu béo là một nhóm juta và maki là nhóm thứ hai đi trên đường thì maki hỏi lúc trước cậu bị bắt nạt đúng không bởi vì nhìn cậu đến tôi cũng còn muốn cậu là người bị dính lời nguyền nhưng khuôn mặt lại giống như là người tốt thật sự rất buồn luôn ở trường này không có mục tiêu thì sẽ không sống nổi qua ngày mai đâu thôi đi bạn ơi đừng dọa thằng nhóc nữa Hôm sau Gojo thử thách hai người sinh tồn 24 giờ trong một trường tiểu học có nhiều trẻ em mất tích nơi đây đã bị dính lời nguyền, hai em phải cứu những đứa bé nếu chết cũng phải mang xác trở về. Gojo bắt đầu răng màn việc thầy tới đây là hết tạm biệt hai đứa nhớ là đừng có chết đấy. Lúc này đã có vài chú linh yếu xuất hiện khiến ta sợ hãi. Em đừng rén cứ để chị lo Maki dùng chú cụ bay lên múa vài đường đã đánh chết bọn chúng. Duta thầm khen Maki thật giỏi may mà Rika không biết không thì các bạn tự hiểu. Họ đã đi vào bên trong vô số chú linh xuất hiện khiến Juta hơi rén, màn vẫn còn chứng tỏ còn một chú linh rất mạnh đang ở đây. Maki hỏi Juta cậu thuộc cấp mấy Juta không biết mình cấp bao nhiêu, cậu lấy cái thẻ mà ông già hay bịt mắt đưa cho ấy. Juta lấy ra thì Mika mới bất ngờ, tại sao Juta lại chính là thuật sư đặc cấp, khiến cô đứng hình mất mấy giây. Bất ngờ một con quái vật khổng lồ xuất hiện phía sau tấn công và há chiếc miệng lớn ra, cả hai bay lên rồi rơi vào bụng con chú linh. Bên trong Maki nổi nóng vì chú, cụ đã bị rơi bên ngoài. Còn Juta thì không biết mình đã bị ăn thịt, Maki nói sao không gọi Rika ra đi nhưng Juta lại không biết triệu hồi Rika, chờ màn được kéo, lên thì sẽ có người tới cứu nhưng điều đó Mika thấy thật xấu hổ, lúc này hai người cũng đã phát hiện hai đứa trẻ bị mất tích ở đây, đứa trẻ này cũng đang bị lời nguyền ăn mòn và sẽ chết bất cứ lúc nào, Mika nói việc cần làm bây giờ là chờ cứu viện không phải ai cũng miễn dịch với lời nguyền giống như cậu đâu, bất ngờ Maki ngất xỉu bởi vì cô ấy cũng đã bị nhiễm vết thương lời nguyền. Bất ngờ Maki tỉnh dậy và nắm cổ áo Juta tôi muốn biết cậu đến đây để làm gì. Tôi đến đây chỉ để. Không muốn làm hại ai tôi muốn sống tiếp. Maki nói cậu muốn tự tin để sống tiếp. Vậy thì cậu hãy trừ tà không ngừng nghĩ rồi mọi người tự nhiên sẽ đến bên cậu nơi này chính là nơi như vậy. Thế là Juta giật sợi dây chuyền của mình và đeo chiếc nhẫn vào trong tay cậu nói Rika hãy cho mình mượn sức mạnh của cậu. Bất ngờ bên trong chú Linh bị Rika xé ra và đập nát nó một cách dễ dàng. Gojo phía bên ngoài rất bất ngờ vì đây chính là đặc cấp chú linh Rika hoàn chỉnh thật đáng sợ, Juta bắt đầu cổng Maki đi ra khỏi ngôi trường để chữa trị, cậu đã cố gắng hết sức nhưng cậu vẫn cố gắng bước ra tới cổng thì ngất xỉu. Ở bệnh viện mọi người có vẻ đều ổn, Juta bất ngờ vì đây lại lần đầu tiên cậu có thể gọi được Rika. Cậu nhìn thấy hình ảnh của mình lần đầu tiên gặp Rika trong bệnh viện cả hai đã trao cho nhau nụ cười sau quá trình chơi trò đuổi bắt té nước thì cả hai đã rơi vào những ngày tháng mơ mộng. Gojo nói có thể không phải Rika nguyền em mà chính em đã nguyền Rika. Tuy đây là suy nghĩ của thầy nhưng trên đời này không có lời nguyền nào đáng sợ hơn tình yêu, dù ta cậu quyết định sẽ ở lại đây để giải lời nguyền cho Rika. Tối hôm đó một bóng hình xuất hiện và đã nhặt được tấm thẻ của Juta. Ngày hôm sau Juta đã bắt đầu luyện tập cùng những người khác. Gojo dẫn Juta đi vào một căn phòng nơi cất giữ những chú cụ của trường Gojo, chọn một thanh katana cho cậu. Em có thể dùng lời nguyền của Rika vào thanh kiếm để bổ sung năng lượng để chiến đấu, nhưng mà trước hết phải học cách dùng kiếm bởi vì em quá là yếu đuối. Thế là Maki sẽ là người tập luyện cùng với Yuta, cả hai đã bắt đầu đấu kiếm với nhau được 3 tháng. Gojo đã gọi Yuta nên Maki đã cho cậu một gậy vào mặt và nói đừng bao giờ mất cảnh giác. Cậu muốn lấy một điểm từ tôi mà dễ à, nhưng có cố gắng thì trận này cậu cũng đã bị thua, nhưng Yuta vẫn không bỏ cuộc, cậu muốn đấu thêm một trận nữa. Gấu Béo thấy trong 3 tháng vừa qua thì Maki có vẻ rất là vui, Gấu Béo chợt nhận ra điều gì đó đã gọi Yuta lại và hỏi chuyện này rất quan trọng, cậu thích ngược to hay là nhỏ? Tôi thì chưa nghĩ đến chuyện này nhưng chắc là to rồi. Gấu béo mới chạy tới làm hình trái tim đây chính là cơ hội của cô đấy Maki. Dù thì không biết hai người kia đang nói cái gì nên hỏi to ghe, Nhưng câu trả lời cậu nhận được là tảo bẹ hình như mình vẫn chưa hiểu rõ về to ghe lắm. Gojo bất ngờ đi tới kêu mọi người tập hợp. Gojo bàn giao cho to ghe một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có vẻ rất hợp với cậu ta bởi vì cậu ta là chú thuật sư cấp 2 được phép hành động một mình. Dù ta sẽ đi cùng để giúp đỡ nhưng thực ra chỉ là để học hỏi thêm kinh nghiệm. Đây là lần thực chiến đầu tiên nên có vẻ Juta hơi căng thẳng, to gai chợt chạm vào Juta khiến cậu nổi cả. Ra gà, Gojo đi tới nhắc nhở lần này nhiệm vụ rất đơn giản nên em cứ thả lỏng đi, nhưng đặc biệt không được gọi Rika ra nếu muốn sử dụng sức mạnh Rika thì chỉ được giới hạn trong phạm vi thu nhận của thanh kiếm. Nếu lỡ như Rika chạy ra một lần nữa thì thầy và em sẽ bị xử đấy. Bọn họ đi tới một khu phố đã bỏ hoang bên trong toàn là những bùa chú, nơi đây từng là một trung tâm mua sắm, nhưng đã bị dính lời nguyền ghe nhanh trí đã đi mua lọ thuốc đau họng để đề phòng bị khang tiếng. Khi màn đã được kéo xuống, hai người bắt đầu vào việc. Họ vừa đi tới thì đã xuất hiện những con cá và chúng bắt đầu tụ tập thành một hình tròn. Toge đi tới mở khăn che miệng ra và hét lên nổ đi. Thế là bọn chúng đã trở thành cá nướng. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, hai người bắt đầu trở về. Nhưng bất ngờ màn vẫn chưa được vé lên đồng nghĩa với việc một con chú linh đã xuất hiện ở phía sau. Nó bắt đầu tấn công bằng ánh sáng. Toge đẩy Juta ra nên. ngón tay đã bị thương. To ghe dùng chú ngôn nhưng cổ họng của cậu đã bị đau nên hai người chuồng trước tính sau. Toge bẻ lại ngón tay của mình còn Juta lấy điện thoại để liên lạc nhưng điện thoại đã mất mạng vì lớp màn đã ngăn cách. Toge bất ngờ đứng dậy cậu quyết định sẽ đi tới chiến đấu một mình nhưng bất ngờ Juta đã đi tới cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi nhưng chúng ta hãy chiến đấu cùng nhau. Juta đứng đối diện với chú linh khiến cho nó rất tức giận cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu bơm lời nguyền vào thanh kiếm của mình. Con chú linh bắn những tia sáng tới. Duta di chuyển nhanh nhẹn nhé các đòn của nó. Cậu nhận ra ngoài vẽ lạnh lùng ít nói của Toge chính là sự quan tâm và tốt bụng. Duta tập trung sức mạnh chém tới chúng chú linh. Cậu nhận ra tay của mình rất nóng bởi vì lớp da của nó quá cứng. Một cú đánh bất ngờ làm cho Duta bị thương. Duta nhanh trí liền lao tới và phóng lọ thuốc tới chỗ của Toge. Toge khi làm một hơi ngon lành thì di chuyển nhào lộn né đòn tấn công của chú linh. Chú ngôn nghiền ép được thi triển ép nát bét con chú linh kia cả hai đập tay nhau thể hiện sự hợp tác ăn ý chiến thắng đầu tiên ở phía trên Geto cũng đang theo dõi mục đích chính của Geto tới đây là xem Rika thật sự như thế nào nhưng mà hắn vẫn còn chưa có dịp sau khi về Juta và gấu béo đang bàn về Toys Boy lạnh lùng nhưng rất tốt bụng bất ngờ Juta bị Maki gõ lên đầu vì không chịu đi tập luyện mà còn đứng đây chém gió thầy Gojo thì đã đi tới hiện trường sau sự đánh giá về thiệt hại người quản lý đã đi đến xin lỗi vì sự sai sót đã phát sinh thêm một chú linh cấp một Gojo nói không sao vì người ấy rất cao tay và không dễ ứng phó và người đó không ai khác chính là Geto một trong. Bốn chú thuật sư đặc cấp, cũng là chú thuật sư tàn ác nhất đã bị đuổi khỏi trường. Geto lúc này lấy danh nghĩa là một giáo chủ trừ tà, nhưng thực ra hắn giúp đỡ họ bằng cách thanh tẩy những nguyên hồn. Mà chính tay hắn thả ra, nên Geto được mọi người xem như là thánh thần. Lúc này có một cô gái đi tới và nói cán bộ đã tới đủ nên Geto hãy đến phòng họp. Geto lấy ra bình xịt vì hắn cho rằng lũ khỉ đó sẽ làm mình bị ám mùi hôi. Còn tự sướng vài tấm với cô thư ký, bất ngờ một người chạy ra trách Geto tại sao không giải lời quyền cho mình. Ông ta đã góp khoảng 105 triệu yên nhưng năm nay thì không quyên góp nữa. Thật ra những người này chỉ là những công cụ kiếm tiền cho Geto trên danh nghĩa mà thôi, hết giá trị thì Geto sẽ kết liễu luôn. Geto bước vào và thông báo cho những cán bộ của mình lên kế hoạch đánh tan giới thuật sư trường cao đẳng chú thuật. Bên kia Juta như có linh cảm không hay nên rất là ngứa tai. Gojo và thầy hiệu trưởng cũng đang nhắc về Geto. Nhưng mà Geto Linh thật đã tới nơi luôn rồi Một con chim khổng lồ đáp xuống và nhóm người Geto đã đi ra ngoài Hai bên bắt đầu trao cho nhau những nhận xét yêu Lần đầu gặp mặt mà giống như thân lâu lắm rồi tô tới nắm tay nóng những lời đường mật năn nỉ juta ta hãy về đội của mình Với tài năng của em anh sẽ cho em đi tới đỉnh cao của Rap Việt Ta nghe thì hơi chút cảm động còn mấy người kia nghe thì rất là cảm lạnh Lúc này Gojo đi tới anh đừng có lôi kéo học trò của tôi như thế chứ Hình như đám học sinh năm nay đặc biệt hơn Vì có cả đặc cấp bị nguyền xác chết đột biến và hậu vệ của chú ngôn còn có cái đuôi cần cẩu của nhà Zenin. Maki nghe xong thì rất tức giận chĩa phóng lợn vào Geto, bất ngờ du ta gạt tay Geto ra bởi vì Geto đã sỉ nhục bạn của mình. Thế là công sức gạ gẫm nãy giờ đã đổ sông đổ biển hết rồi. Thôi vậy thì lật mặt vậy mục đích chính của ta đến đây chính là để tuyên chiến. Ngày 24 tháng 12 sau ta sẽ bắt đầu thực hiện nghi lễ bách quỷ dạ hành. Địa điểm chính là Tokyo. Ta sẽ thả ra một ngàn lời nguyên ở khắp nơi trong thành phố. Ta sẽ đại khai xác giới. Hãy liều chết mà ngăn cản. Lúc này con bé phía sau hét lên làm tôi, hết cả hồn thì ra cửa hàng đã sắp đóng cửa, Geto chào tạm biệt trở về để cho mấy đứa nhỏ ăn bánh crepe, Gojo thì làm sao cho Geto đi dễ dàng như vậy, nhưng Geto liền biến ra nhiều chú linh, cầm chân bọn họ và hắn đã rời đi, Gojo đã nhớ lại những thời gian hai người bọn họ đã có tình bạn đẹp với nhau, nhưng vì Geto đã đi về bóng tối khuất lối chìm dần trong bao đêm trôi, nên hai người họ đã không còn đi chung trên một con đường nữa, một cuộc họp ngay lập tức đã được diễn ra. Theo tổng kết thì con số 2.000 chú Linh là hoàn toàn có thật, nhưng chú thuật sư hiện tại bây giờ chỉ có 50 người. Gojo rất hiểu rõ Geto sẽ không bao giờ tuyên chiến nếu biết chắc mình sẽ thua. Thầy hiệu trưởng liền ra lệnh triệu tập các cựu học sinh và tam đại gia tộc, ngay cả hội chú thật Ainu, cũng được mời đến giúp đỡ, kết thúc việc thanh tẩy và giải lời nguyền của Geto hoàn toàn. Ngày đó cũng đã tới theo phân tích của Geto nếu hai bên lao vào hỗn chiến thì xác suất thắng của bọn họ khoảng 30%, nếu hội chú thuật đến thì chiến thắng chưa tới 20% muốn đẩy lên 99% tỷ lệ thắng thì chỉ có một cách, đó chính là lời nguyền đặc cấp Rika. Nếu sử du và chiếm lấy Rika dù có thể ước, chủ tớ hay không Geto nghĩ chỉ cần thay thế là có thể thỏa thích hút lời nguyền. Phía trường chú thuật sẽ không dùng con bài ốc Okosu vì trong lúc sơ sẩy nó có thể tiêu diệt cả phe địch. Và phe ta mục đích thật sự của Geto chính là cô lập ốc Okosu để không ai ứng cứu. Lúc này Juta ở trong lớp cậu cảm thấy rất hồi hộp, bất ngờ Maki cũng đi vào vì cô ở ký túc xá cũng chắn. Mấy học sinh năm 2 thì đi Kyoto chiến đấu hết rồi, lúc này Maki mới tâm sự mình cũng nằm trong gia tộc Zenin, nhưng từ nhỏ cô đã không có khả năng nhìn thấy lời nguyền, cô nhìn thấy được là nhờ vào cặp kính chú cụ này, vì điều đó nên cô bị gia tộc dùng bỏ nên cô đã bỏ nhà đi bụi, cô quyết tâm mình sẽ trở thành chú thuật sư cấp một rồi trở về chữa sáng mắt cho mấy người kia. Dù ta nghe xong thì cảm thấy rất phấn khích muốn cùng với Maki lật đổ gia tộc Zenin, nhưng Maki lại muốn một mình làm việc đó Maki chào rồi trở về. Lúc này trên mái nhà Geto đã bắt đầu kéo màn xuống, con quái vật đã di chuyển khắp thành phố mọi người phải sơ tán những người dân ngay lập tức, nhưng mục đích chính của đám này chính là cầm chân Gojo và những người khác để Geto làm xong công việc của mình. Lúc này Maki đã đứng trước mặt của Geto, bên kia Gojo phát hiện tại sao Geto lại không có mặt ở đây, Gojo nhận ra điều bất thường đã gọi gấu béo và Tous lại. Theo như linh cảm của Gojo trường hợp xấu nhất thì xíu nữa hai người kia sẽ chết, Gojo lập tức đã dịch chuyển họ trở về trường. Hai tên thuộc hạ của Geto thấy vậy nghỉ kế hoạch của bọn họ đã bị lộ, nên kế hoạch bọn chúng sẽ được triển khai sớm hơn. Mấy người kia bắt đầu tấn công Gojo nhưng Gojo nói bây giờ ta rất mệt né tao ra một xíu. Trên không trung gấu béo và to ghe đang lao xuống, nhưng Maki bên dưới đã bị Geto hạ. Gục bất ngờ xuất hiện một vụ nổ gấu béo lao ra và tấn công Geto, nhưng vì mất tập trung nên gấu béo đã bị Geto đấm cho vài đấm. Gấu béo đã chuyển sang dạng chiến đấu liên tục lao tới tấn công dồn dập. Geto dùng chú linh của mình đỡ những đòn đánh của gấu béo. Geto bắt đầu dùng chú linh của mình tấn công phân tán sự tập trung và dùng phóng lợn xuyên qua người của gấu béo. Bất ngờ, Toge lao lên dùng chú ngôn đè ép Geto. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng bất ngờ phía sau Geto xuất hiện và đánh bại bọn họ. Geto vui mừng cho rằng thế giới trong mơ của hắn đã sắp thành hiện thực. Bất ngờ Juta xuất hiện. Toge cố gắng nói bảo cậu hãy rời đi chứng kiến bạn mình đã gần đất xa bờ. Lù. Ta đã trở nên tức giận triệu hồi ra Rika cậu quyết định sẽ băm Geto ra làm trăm mảnh. Cả ngọn tháp gần như bị sụp đổ, tô rất phấn khích và tò mò nữ vương của lời nguyền sẽ mạnh như thế nào, vô số chú linh từ dưới mặt đất đã lao lên tấn công Juta, nhưng cậu đã dùng kiếm của mình chém hết bọn chúng và cứu ba người bạn của mình, Rika trở nên rất tức giận. Khi Juta lại quan tâm Maki nhiều, Juta nhắc nhở Maki là ân nhân nên chúng ta phải đối xử nhẹ nhàng hơn, Rika chạy tới khóc và xin lỗi Yuta đừng có giận mình, tớ không hề giận cậu, tớ chỉ ghét tên bên dưới kia thôi, vậy thì hãy cùng nhau hạ hắn. Geto nói muốn dùng chú lực chữa trị thì phải dùng kỹ thuật đảo nghịch rất phức tạp, nên sẽ phân tán sự chú ý đó chính là thượng sách. Geto bắt đầu cho những con rết lao tới tấn công, dù liền lấy ra một chú ấn thuật theo chú ngôn của Toge, một âm thanh phát ra chết đi đã xóa sổ toàn bộ. Những chú linh của Geto, Geto hắn rất bất ngờ vì đây là kỹ thuật cao cấp Inumaki được đời đời lưu truyền nhưng dù ta học chú thuật chưa đầy một năm đã làm được, mà hình dạng của Rika lại thay đổi liên tục nhờ ngưng tụ chú lực vô hạn, trước điều đó khiến Geto càng muốn có được Rika, còn ở Tokyo thì các chú thuật sư và chú Linh vẫn đang chiến đấu ác liệt. Ông em đang muốn thể hiện cho ông anh Nanomi của mình xem, thì bị nhắc nhở vì còn có một đàn khác đang tới. Các chú thuật sư thi triển những chiêu thức tiêu diệt vô số những chú Linh. Cũng không ít chú thuật sư đã bị bỏ mạng bởi Mỹ Miko và Nanako, cũng bởi vì lòng cam thù do tuổi thơ bị đối xử tàn ác, nên chỉ cần Geto mở miệng thì hai cô bé sẽ thực hiện. Bất ngờ khi hai cô bé định ra tay thì Mizu bị Gojo đánh văng tới, cái dây của hắn có một lời nguyền được dệt bên trong nó làm chú thuật của gojo bị đánh tan gojo bắn một quả cầu vô hạn hạ một con chú linh khổng lồ gojo lúc này đã thực sự tức giận nhưng tên mizu phải cầm chân 12 phút nữa để hoàn thành mục tiêu hắn ta sẽ phải cố gắng liều cái mạng này gojo dùng những đòn võ đánh bay hắn ta ra hắn ta liền dùng những cái roi của mình tạo ra những con chú linh đánh tới sau đó hắn dùng chú linh khác lao tới nhưng gojo đã dịch chuyển và đánh hắn ta rơi xuống vô số những cú đấm chay bồi vào người của hắn nhưng hắn vẫn cố gắng vì còn tới 10 phút nữa, còn bên kia Geto và Juta cũng đang bắt đầu trận chiến với nhau, Geto lấy ra Tam Khúc hắn cho rằng hắn là chính là thần là người được chọn, Juta bất ngờ lao tới và cả hai bắt đầu tấn công, Rika cũng đã hỗ trợ cho Juta, cả hai kết hợp cùng nhau đấu với Geto, một trận chiến vô cùng máu lửa đã được tạo ra, bất ngờ Geto dùng chú linh chói Juta nhưng đã bị Juta chém đứt nhưng bị đánh văng đi, Geto lao tới bổ về phía Juta nhưng cậu đã được Rika cứu đi ta nhảy xuống và tiếp tục lao tới với tốc độ cực nhanh cậu luồng ra phía sau và, dùng kiếm chém về phía Geto. Nhưng Geto không hề sợ hãi mà còn giảng đạo lý nên đã bị Juta đấm một đấm và ném hắn ta bay ra xa. Juta nói ta không hề biết gì chú thuật sư, bên ngoài, cho dù ngươi nói đúng hay sai thì ta vẫn bảo vệ những người bạn của ta nên ta bắt buộc phải giết chết ngươi. Geto đứng dậy và muốn chơi khô máu với Juta. Hắn triệu hồi ra một oán linh, đây chính là một trong số đó oán linh giả tưởng Tamamo đặc cấp sau đó hắn sẽ dồn 4.461 lời nguyền làm một, một lốc xoáy bóng đen to lớn được tạo ra, bên kia thì những chú thuật sư đang bị những chú linh áp đảo, lúc này Nanami bước lên và dùng chú cụ của mình hạ gục con chú linh to lớn kia, những chú linh nhỏ lao ra thì bị cậu ta dùng cà và xử lý tất cả, nhưng số lượng của bọn chúng có vẻ rất đông mọi người đã cùng nhau hợp tác chiến đấu, còn dù ta lúc này đứng trước sức mạnh to lớn của Geto, dù ta nhớ lại những kỷ niệm lúc trước của mình và Rika, cậu muốn mượn sức mạnh của Rika một lần nữa. Một lần cuối cùng để ngăn Geto, sau đó cậu sẽ không cần gì nữa, tương lai cơ thể tâm hồn mình sẽ trao cho cậu, sau này chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, cả hai trao cho nhau nụ hôn thấm thiết, Rika bắt đầu bộc phát sức mạnh của mình, Geto cũng đã sẵn sàng, cả hai bắt đầu tập hợp chiêu thức mạnh nhất của mình, cả hai chiêu thức bắt đầu bắn thẳng tới, sức mạnh kinh khủng giải phóng tạo nên một vụ nổ thổi bay mọi thứ xung quanh, phía bên dưới chỉ toàn là một đống hoang tàn, lúc này Geto đã mất đi một cánh tay, Geto hỏi sao cậu tới trẻ vậy Gojo? Cả hai cùng nhau nói chuyện và nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa tình bạn tuyệt vời của họ. Geto đưa chiếc thẻ cho Gojo và nói, "Cậu hãy trả cho. Dù ta dùng tớ." Gojo hỏi, "Cậu còn điều gì muốn nói nữa không? Thật ra thì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn không hề hận mọi người ở trường chú thuật, nhưng tôi vẫn ghét bọn khỉ đó. Chỉ là trong thế giới này tôi không thể cười từ tận đáy lòng." Gojo bước tới và ngồi xuống trong giây phút cuối cùng thì Gojo vẫn xem Geto là bạn, nhưng sau những tội ác mà Geto đã làm thì không thể nào tha thứ. Lúc này Juta đã tỉnh dậy và cậu rất vui khi thấy mọi người vẫn còn sống. Bất ngờ phía sau Rika đã trở thành một cô bé. Gojo đi tới vỗ tay và nói thật ra lời nguyền đã được giải. Theo sự điều tra của thầy thì Juta có quan hệ bà con cùng cha khác ông cố nội với thầy. Thật ra Rika không phải tạo ra lời nguyền mà chính là Juta đã tạo ra lời nguyền với Rika. Bởi vì cậu không chấp nhận được cái chết của Rika. Lúc này Juta rất buồn vì đã biến người yêu mình trở thành người như vậy. Nhưng Rika đã tới ôm Juta và cảm ơn trong khoảng thời gian. 6 năm qua thật sự rất hạnh phúc, Rika chào tạm biệt Juta và bắt đầu tan biến. Hôm sau Gojo trả lại chiếc thẻ cho Juta và nói: "Người bạn thân duy nhất của thầy nhờ thầy trả lại cho em." Phim tới đây là kết thúc. Các bạn thấy sao về bộ phim? Hãy để lại bình luận bên dưới. Các bạn nhớ like và đăng ký để theo dõi những video mới của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn.